Hoan hỷ đón chào quý vị quay trở lại với chương trình Phú Quý Tài Lộc. Quý vị thân mến, theo quan niệm phong thủy học, ví tiền là một trong những vật dụng quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn đến tài lộc, vận mệnh cũng như con đường công danh sự nghiệp của chủ nhân. Tại sao có những người làm quần quật, vất vả ngược xuôi mà vẫn nghèo sơ sát, tiền chỉ thấy ra mà chẳng thấy đường vào? Ngược lại, có những người không cần phải quá lao tâm khổ tứ mà tài lộc, vận may vẫn ùn ùn kéo về như thác đổ. Các bậc thầy phong thủy cho rằng mấu chốt có thể nằm ở cách bạn sử dụng chiếc ví của mình. Có bốn vật dụng dưới đây được cho là thứ xui xẻo phá tan tài lộc của chủ nhân. Nếu phát hiện ra mình còn đặt bốn vật này ở trong ví thì đừng hỏi tại sao bạn cứ mãi nghèo sơ sát nhé. Để bốn thứ này trong ví thì xác định là nghèo bền vững. Bí quyết dùng ví để gặp may mắn tiền tài. 1. Ảnh gia đình. Nhiều người có thói quen để ảnh gia đình trong ví để nhắc nhở bản thân luôn cố gắng phấn đấu kiếm được thật nhiều tiền, chăm lo cho gia đình của mình. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy thì điều này không hề tốt. Bởi lẽ hình ảnh về những người thân trong gia đình khi để trong ví sẽ khiến trường khí bị nhiễu loạn, dễ phân tán và giảm sức hút tiền bạc, sự giàu có. 2. Không để biên lai, hóa đơn trong ví. Một số người tin vào tâm linh thì biên lai, hóa đơn thanh toán là đại diện cho số tiền bạn đã mất đi. Nếu thường xuyên giữ chúng trong ví tiền của mình sẽ không tốt cho tài vận. Chúng là nhân tố sẽ kích thích nợ nần ngày càng tăng lên. Do đó, bạn không nên giữ những loại giấy tờ này trong ví dù trong thời gian ngắn. Loại bỏ những giấy vụn, hóa đơn hay thẻ ghi nợ trong ví, chỉ giữ lại tiền và những giấy tờ quan trọng để tăng diện tích cho các luồng năng lượng tích cực chảy vào ví. Các loại giấy tờ như hóa đơn thanh toán, hóa đơn thẻ tín dụng hay bất cứ thứ gì đại diện cho ghi nợ hay chi tiêu, giấy vụn gói kẹo, thẻ thành viên hết hạn hay bất cứ thứ gì không còn giá trị sử dụng nên được loại bỏ ra khỏi ví. Bạn chỉ giữ lại những giấy tờ thiết yếu và luôn giữ ví trong tình trạng có tiền, vì đó là biểu hiện của sự giàu có. 3. Tránh để quá nhiều thứ linh tinh trong ví. Vì sự tiện lợi nên nhiều người có thói quen cất các đồ đạc nhỏ vào ví, chẳng hạn như điện thoại, móc chìa khóa, giấc ghi nhớ. Tuy nhiên, điều này cũng tương tự như việc bạn để quá nhiều rác trong nhà vậy, sẽ ngăn cản dòng chảy của tài lộc, tiền bạc đổ về chiếc ví của bạn. Nói tóm lại, tuyệt đối không nên nhét quá nhiều thứ vào ví, tránh để ví bị căng phồng. Nếu cần, bạn hãy sắm riêng một chiếc túi khác cho những vật dụng này nhé. 4. Không để tiền lẫn lộn trong ví. Điều này nghe thì có chút kỳ lạ, bởi vì nó là việc riêng tư của mỗi người. Nhưng mà đây thực sự là điều ai ai cũng cần chú ý. Sau khi mua được một chiếc ví mới và tốt, đầu tiên hãy để mấy đồng tiền có giá trị lớn vào trong đó trước, để chiếc ví làm quen với hương vị của tiền. Đồng thời giữ tiền được ngay ngắn sạch sẽ. Hãy dưỡng thành thói quen để tiền trong ví theo hướng từ cao đến thấp. Nên tiêu những đồng tiền cũ bẩn đi và mang tiền mới về. Khi trả tiền, bạn nên chú ý lễ độ và đặt phía chính diện của đồng tiền hướng về phía chủ nhân mới của nó. Bên cạnh những vật dụng tuyệt đối không nên để trong ví tiền để tránh hao tài tán lộc, bạn còn cần lưu ý một số nguyên tắc dưới đây để chiếc ví của mình trở thành nơi dừng chân lý tưởng của thần tài.
Các quy tắc sử dụng ví tiền thuận phong thủy thu hút tài lộc. 1. Giữ ví luôn ngăn nắp. Bạn cần luôn chú ý giữ ví của mình trong tình trạng sạch sẽ và ngăn nắp. Vì vậy, hãy bắt đầu bỏ tất cả những gì không cần thiết ra khỏi ví tiền của mình. Thủ thuật này cũng áp dụng tương tự khi bạn dọn dẹp nhà và phòng làm việc. Khi bạn làm sạch một khu vực, tức là bạn đã loại bỏ năng lượng trì trệ, mở rộng diện tích dành cho dòng chảy năng lượng mới. 2. Không bao giờ để ví rỗng. Nên dự trữ một số tiền nhỏ trong ví và không bao giờ tiêu đến số tiền đó. Điều này không những giúp bạn có cảm giác an tâm và tự tin trong mọi tình huống, mà nó còn là yếu tố thu hút thêm tiền bạc, sự thịnh vượng cho bản thân. Một chiếc ví trống rỗng sẽ làm bạn cảm thấy lạc lõng, thiếu đi sự tự tin và cảm giác không an toàn, nhất là khi đi ra khỏi nhà. Mặt khác, bạn nên đặt tiền vào tất cả các ngăn, bởi đặt tiền vào tất cả các ngăn sẽ giúp cho chiếc ví của bạn luôn trong tình trạng đầy đủ, không rỗng ruột. Đừng chỉ đặt tiền vào một ngăn duy nhất và bỏ trống các ngăn còn lại, vì khi hết tiền đột ngột, bạn chẳng còn ngăn nào của ngân khố để bù đắp đâu. 3. Tôn trọng ví tiền của mình. Bạn phải cư xử tốt với chiếc ví của mình nếu mong muốn nhận được sự đáp trả tương tự của nó với bạn. Hãy dành một vị trí đặc biệt trong nhà cho chiếc ví và đặt ví ở chỗ đó mỗi khi bạn trở về nhà. Chiếc ví sẽ nhận thấy sự trân trọng của bạn dành cho nó. Một khi bạn học được cách đánh giá cao chiếc ví của mình, nó sẽ có xu hướng thu hút nhiều tiền đến với bạn. Tránh ném ví trên bàn ăn hay bất cứ vị trí nào mà bạn cảm thấy tiện tay như sàn nhà hay nắp bồn cầu. 4. Nói không với ví cũ đã qua sử dụng. Không dùng ví đã qua sử dụng vì năng lượng của người chủ cũ nằm ở trong ví sẽ ảnh hưởng đến bạn khi bạn bắt đầu sử dụng nó. Bạn không bao giờ biết dòng năng lượng đó là tốt hay xấu. Vì vậy, tốt nhất là hãy mua một chiếc ví mới cho mình. 5. Tổ chức và sắp xếp lại ví. Bạn có thể biết một người có tiền hay không chỉ bằng việc nhìn vào cách họ giữ tiền trong ví. Đối với những người tôn trọng và đánh giá cao tiền bạc, họ sẽ sắp xếp tiền và các tờ giấy cần thiết trong ví một cách gọn gàng và cẩn thận. Ngược lại, những người bị phá sản hoặc luôn thiếu tiền sẽ để ví một cách vô tổ chức và lộn xộn. Hãy vuốt thẳng và xếp tấm các visit hay các giấy tờ quan trọng ở vị trí thẳng trước khi đặt chúng vào ví, bởi chúng ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ về năng lượng giữa bạn, chiếc ví và tiền bạc. Tốt hơn nên chọn mua một chiếc ví nhiều ngăn để sắp xếp tiền và giấy tờ riêng ra từng ngăn, tránh sự lộn xộn không đáng có. Một số vật dụng may mắn mà bất kỳ ai cũng có thể để vào ví. Đặt một miếng vải đỏ. Theo quan niệm dân gian, màu đỏ là màu của sự vui vẻ, là màu của may mắn, của không khí lễ hội rộn ràng. Người xưa còn cho rằng chỉ những gia đình nào có tin vui thì mới sử dụng màu đỏ. Không chỉ thế, màu đỏ còn tượng trưng cho tài sản, chặn hết những thứ ô uế không sạch sẽ mang lại điềm may cho người đó. Đặt cho Phật vào ví. Từ trước tới giờ, các cụ vẫn có quan niệm cho Phật có thể bảo hộ bạn bình an, hóa giải điểm xui. Nói chung,
mọi người xem đó như một lá bùa hộ mình, mang theo bên mình sẽ gặp toàn điều may mắn hanh thông. Thế nên nếu muốn đổi vận thì bạn có thể vào chùa chiền để thỉnh cho Phật. Đặt muối và đồng xu. Các chuyên gia phong thủy cũng khẳng định khi đặt muối và đồng xu vào ví, muối sẽ ăn mòn kim loại. Quá trình chuyển hóa này sinh ra điện tích và năng lượng, khiến chiếc ví bỗng trở thành hũ chiêu tài. Thế nên con đường tài vận của bạn hanh thông, thuận lợi, bất ngờ. Để đồng 2 USD may mắn. Khi muốn hút tài lộc cho ví tiền của mình, bạn hãy chọn một tờ 2 USD để vào trong đó. Không phải tự nhiên mà đồng 2 đô la được mệnh danh là đồng tiền may mắn trên khắp thế giới. Từ rất lâu, ở các nước châu Mỹ, châu Âu, khi sắp có một quyết định quan trọng hay thi đấu, người ta còn hôn lên tờ 2 đô la để cầu mong may mắn. Quý vị thân mến, xã hội ngày càng phát triển, vì thế ngày càng có nhiều người quen với hình thức thanh toán qua thẻ ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán trực tuyến khác. Thế nhưng, đa phần chúng ta thường cảm thấy không yên tâm nếu ra ngoài mà không mang theo một chút tiền mặt. Chính vì thế, chiếc ví vẫn luôn là vật dụng quan trọng không thể thiếu. Các chuyên gia phong thủy đã bật mí rằng, vào thời điểm đầu năm mới, nếu bạn đặt những vật may mắn có tác dụng chiêu dụ tài lộc, thu hút tiền bạc vào chiếc ví của mình, thì cả năm đó bạn sẽ không cần phải lo lắng về đường công danh sự nghiệp nữa. Làm bất kể việc gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, vạn sự hanh thông, đại cát, đại lợi. Đó là những vật gì mà thần kỳ đến vậy? Phù quý tài lộc sẽ chia sẻ ngay sau đây. Đầu năm mới, để những vật này vào ví, cả năm tài lộc ùn ùn kéo tới. 1. Vài hạt đậu đỏ. Các nhà phong thủy cho rằng đậu đỏ có màu của sự may mắn, cho nên việc đặt đậu đỏ bên cạnh mình khi năm mới vừa đến sẽ tượng trưng cho việc rước thêm tài lộc vào nhà, đẩy lui đi mọi điều xui xẻo buồn phiền. Chính vì vậy, trong đêm giao thừa năm nay, bạn hãy lấy vài hạt đậu đỏ cất vào túi, nam là 7, còn nữ là 9 hạt. Sang năm 2019, đậu đỏ sẽ giúp hóa hung thành cát, mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió, tình duyên vào ầm ầm, công việc đều thuận lợi. 2. Chiếc phong bao lì xì. Mỗi dịp Tết đến, người ta hay tặng nhau bao lì xì, cũng vì ước muốn dành tặng những điều may mắn, tốt đẹp nhất. Bao lì xì chính là thứ cất giữ những may mắn, thành công đó. Chính vì thế, trong đêm giao thừa, bạn cần cất giữ bao lì xì vào túi mình trước, để mọi sự may mắn, tiền bạc, sức khỏe sẽ ám vào mình đầu tiên. Chẳng bao lâu nữa, giao thừa năm Canh Tý 2020 sẽ điểm. Hãy ghi nhớ những mẹo phong thủy đơn giản này, vì biết đâu có kiêng có lành, nếu không thì cũng khiến bản thân bạn cảm thấy bình yên, thư thái hơn nhiều. 3. Đồng tiền áp tuế. Tiền áp tuế cầu may có ngoại hình giống như một đồng tiền cổ làm bằng đồng, có hình dạng phía ngoài là hình tròn, tượng trưng cho trời. Còn ở giữa có một lỗ nhỏ hình vuông, tượng trưng cho đất. Tiền có hai mặt, một in hình bát quái, còn một in hình 12 con giáp. Theo phong thủy ví tiền, cho dù đồng tiền này có giá trị lớn hay nhỏ, thì một khi ta nhét vào ví đều mang lại tác dụng chiêu tài, vượng tài và tụ tài. Việc này vừa khiến ví tiền trong năm nay của bạn dày lên trông thấy, lại có tác dụng khiến vận khí cả năm tốt đẹp hơn. 4. Ngoại tệ có mệnh giá lớn. Nhiều người có sở thích nhét một tờ tiền nước ngoài có mệnh giá lớn vào trong ví.
ngoài việc chủ nhân của nó có thể có sở thích sưu tập ngoại tệ, thì đây cũng là một trong những hành động có tác dụng chiêu tài. Đồng thời, theo phong thủy ví tiền, ngoại tệ có mệnh giá lớn cũng có ý nghĩa phát tài tứ phương, khiến tài vận của bạn cực kỳ phát đạt. Vì thế, nếu có điều kiện, bạn cũng nên để một vài đồng ngoại tệ trong ví tiền của mình. Chắc chắn bạn sẽ nhận ra tác dụng của việc này ngay trong năm nay đấy. Ngoài các vật dụng may mắn giúp chiêu dụ tài lộc mà ai cũng có thể mang bên mình, bạn có thể tùy vào cung mệnh ngũ hành của bản thân để chuẩn bị những vậy sau trong ví sẽ giúp đem lại may mắn và tiền tài. Mệnh hỏa mang theo gỗ. Mệnh hỏa là lửa, vì mộc sinh hỏa, thế nên muốn làm cho mệnh hỏa thêm vững chãi may mắn thì cần vật phẩm phong thủy thuộc mệnh mộc. Gỗ là mệnh mộc, thế nên đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho ai có mệnh hỏa. Nếu là gỗ lấy từ cây đang sống là tốt nhất. Tháng cô hồn và dịp đầu hoặc cuối năm mang gỗ trong người là lựa chọn sáng suốt với người mệnh hỏa, giúp họ kích thích và vượng vận tài lộc hơn người. Không nhất thiết là phải miếng gỗ to, bạn chỉ cần lấy một mảnh gỗ nhỏ gọn hoặc một chiếc lá khô, hoa khô ép để thay thế gỗ để cho vào ví. Nếu có điều kiện hơn chút thì ta có thể dùng các loại gỗ quý và thơm như gỗ trầm, gỗ đàn hương nhằm tăng thêm sự may mắn hơn, giúp ví của bạn lúc nào cũng có mùi thơm ngập tràn. Mệnh kim mang theo đất hoặc đồ làm từ gốm. Chúng ta sẽ giải nghĩa của từ mệnh kim ra để mọi người dễ hiểu. Kim có nghĩa là kim loại. Mệnh kim ở một số nơi thường được biểu hiện là kim loại vàng bởi nó cao quý và nhiều công năng. Theo thuyết ngũ hành tương sinh thì thổ sinh kim, nên những ai mang mệnh kim nên mang theo đất, bởi đất là tượng trưng của mệnh thổ. Nếu bạn cho đất hoặc những món đồ làm bằng gốm vào ví sẽ giúp cho người mang mệnh kim có sự thúc đẩy sự vượng phát tài lộc, đem lại sự may mắn và rước tài lộc về cho bản thân và gia đình từ tháng cô hồn này cho tới cuối năm. Chọn lựa lấy một ít cát khô sạch cho vào một cái túi nhỏ, màu sắc tùy chọn, bỏ vào trong ví của mình và mang theo bên người, hoặc có thể lựa vòng tay bằng gốm nhỏ gọn đẹp mắt cất vào trong ví luân phiên với túi muối. Mệnh mộc mang theo nước hoặc muối. Mộc trong ngũ hành tượng trưng cho cây gỗ hoặc khu rừng, vì vậy người mệnh mộc thì bỏ muối trắng hoặc nước trắng tức kim vào ví. Theo thuyết tương sinh, đây là cách làm giúp dưỡng mệnh rất tốt, khi ấy tiền tài may mắn sẽ tự chui vào ví của bạn. Thường mọi người chọn cách mang theo muối nhiều hơn, vì nước khi làm khô lại tức dạng cao sẽ mất tính động. Các bạn có thể lấy một tờ giấy bạc, rồi sau đó bạn gói một ít muối và cho vào bất cứ ngăn nào của ví. Như vậy bạn đã mang trong mình lá bùa cầu tài lộc cho mình vô cùng hiệu quả. Người mệnh mộc không nên để kim loại hoặc trang sức kim loại trong ví. Việc làm này sẽ vô tình khắc chế bản thân mệnh. Mệnh thủy mang theo bạc. Những vật phẩm bằng bạc tượng trưng cho mệnh kim, vì kim sinh thủy nên để bạc bên người sẽ giúp làm lợi cho người mệnh thủy. Sở dĩ nói kim sinh thủy không phải vì bạn được nung chảy thành nước, mà bởi kim loại
là biểu tượng tượng trưng cho ông trời, hiện tượng nước mưa từ trên trời rơi xuống được hiểu là do trời tạo ra. Vậy nên trời tạo ra mưa đồng nghĩa với kim sinh thủy. Người mệnh thủy mang theo bạc trong ví hoặc trong người sẽ may mắn hanh thông và gặp nhiều thuận lợi. Mệnh thổ mang theo bật lửa hoặc bao diêm. Sở dĩ những người mệnh thổ nên để bật lửa hoặc bao diêm trong túi vì theo ngũ hành tương sinh thì hỏa sinh thổ. Nôm na như mọi vật bị lửa thiêu rụi sẽ thấm vào đất, bồi dưỡng và làm cho đất thêm tốt tươi. Không chỉ tăng may mắn về tiền bạc, vật phẩm này còn giúp tăng may mắn về đường tình duyên cho người mệnh thổ. Hãy thử mang bật lửa hoặc bao diêm trong túi, vì tháng cô hồn và vào các dịp đầu năm, cuối năm, bạn sẽ thấy hiệu quả khác biệt. Quý vị thân mến, để trở thành một người giàu có và thành công, bạn có thể áp dụng các bí quyết sử dụng ví để thu hút vận may, tiền bạc mà phú quý tài lộc vừa chia sẻ ở trên. Điều này rất đơn giản để thực hiện, mà kết quả nó mang lại chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ đấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của Phú Quý Tài Lộc, nhấp vào biểu tượng chuông để nhận thông báo và đón xem chương trình mỗi ngày nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!